Mỗi đứa trẻ đều muốn được đặt ở trung tâm thế giới của cha mẹ. Mỗi trái tim nhỏ bé đều cần được yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia. Mỗi bước con đi luôn cần ba mẹ dõi theo và bảo vệ khi cần. Mỗi ngày, hãy dành cho con bạn một cái ôm, một cử chỉ yêu thương và một cuộc trò chuyện. Love, understanding and attention are always more powerful than force, than violence. Choose love, not force. It's always the right time to share. Speak your truth and seek help. Change can start with you right now. Hãy lên tiếng, bạn sẽ được lắng nghe. If not us, then who? If not now, then when? Stand with us today and every day to protect children and the women from violence. A hug, a loving gesture, a conversation. Trái tim xanh, một cái ôm, một cử chỉ yêu thương và một cuộc trò chuyện. Trái tim xanh.